để ECS có thể chạy được chúng ta cần phải thiết lập cái phần networking cho ECS trước thì ECS là một dịch vụ chạy dạng VPC uh, cho nên chúng ta cần phải set lập những cái hạng bằng thả tăng liên quan VPC, subnet, uh, route table, rồi uh, security group này nọ thì trong phần này chúng ta sẽ cùng thiết lập cái phần này thì cái chỗ chúng ta thiết lập như sau ạ để mình mở cái tool mình lên nào chúng ta sẽ tạo một cái VPC một cái này VPC mình sẽ chọn một cái CIDR của nó là 10 .0.0.0.16 mình sẽ xem 16 đó đó 65.536 IP thì trong này mình sẽ sẽ lập ba cái ba à, cái gọi là ba cái tia ba cái lớp ứng dụng này thì mỗi lớp chúng ta sẽ chạy trên hai và zone. cái 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 tia đầu tiên là liên quan đến public facing cái này còn à, cái này là liên quan đến container và cũng chọn database thì cái này mình sẽ đặt tên là à, public có cái thứ này chúng ta là container hay là uh, private ha. Cái, cái, cái cuối cùng chúng ta chọn là database. Thì mỗi một cái tier là chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có hai cái subnet chúng ta sẽ chạy là một ở trên IG1 và hai IG2 AG, ha. Về địa chỉ IP chúng ta sẽ thiết lập như sau. Uh, về public subnet chúng ta sẽ chọn là 10.0.1.0 /24. Uh, và tại vì chúng ta có hai subnet mà chúng ta sẽ chọn cái thứ hai là 10.0.2.0/24. Uh, Thì uh, các bạn thông cảm mình, mình vẽ cho nên là mình sẽ không có online cách đẹp đẽ nữa ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn uh, giải subnet cho container và database của chúng ta. Thì lưu ý trong thực tế đó, số lượng IP chúng ta chúng ta cần dùng chúng ta sử dụng cho các mạng liên quan private nói chung ấy thông thường số lượng IP chúng ta sẽ nhiều nên chúng ta sẽ chọn các uh, net là nó lớn hơn là giả sử 24 chúng ta có 256 IP uh, còn đối với các subnet private cũng có có thể siêu 20, siêu 19, sẽ, thậm chí siêu 18 gì đấy uh, còn trong cái bài lab mà chúng ta sẽ dùng cái uh, mình sẽ dùng cái cái 24 cho nó đơn giản nào. Tại vì việc tính IP này cũng sẽ cũng sẽ cần phải tính toán đấy, coi số lượng IP nó sẽ trượt số bao nhiêu. 10.0.3.0 xiệp 24 và mà chúng ta sẽ tạo một cái nữa là 10.0.4.0 xiệp 24 cho mô hình lab thì 251 251 IP nó cũng đã rất là dư giả rồi. 0.5.0 xiệp 24 và 10.0.6.0/24 ha thì đây là 6 cái subnet mình sẽ dùng ha. mỗi mỗi một lớp mỗi một tier chúng ta sẽ dùng hai subnet. Về mặt security group á thì chúng ta thiết lập đơn giản như sau là container sẽ cho đọc uh, tất cả mọi lưu lượng từ public và database sẽ đọc tất cả các lưu lượng từ uh, container private ha. Thì container để đi ra ngoài thì mình sẽ dùng uh, có một con uh, Uh, nát cái quay ở đây tại vì là trong bài chúng ta sẽ dùng là cái container sẽ lấy cái docker hub từ bên ngoài internet mà từ từ uh, uh, từ docker hub mà cho nên container chúng ta sẽ phải từ bên trong và đi ra bên ngoài ha và để đi ra bên ngoài chúng ta sẽ cần một con uh, internet gateway nằm ở đây nữa thì đó là cái mô hình chúng ta sẽ như vậy chúng ta sẽ đi như vậy đi đây đi ra bên ngoài là user mình bên ngoài hoặc là docker hoặc là kiểu docker hub bên ngoài này ha đó thì thì đó là đi qua ví dụ container chúng ta sẽ đi qua mô hình như này container đi qua net gateway rồi đi qua internet gateway ha còn public chúng ta đặt ielb hay là nmb chúng ta sẽ đặt ở bên public subnet này database thì trong bài này chúng ta sẽ tập trung chủ yếu đến cái lớp thức của lớp container và lớp public này thôi còn database chúng ta sẽ không có mention trong cái tutorial này ha để các bạn đỡ bị sao nhãng ra rồi đó là cái mô hình cơ bản chúng ta sẽ cùng đi thiết lập uh, 6 cái sắp uh, subnet này và cái VPC này của chúng ta uh, chúng ta quay về address management zone thì có một cái tool trước khi uh, đi vào cái phần thiết lập các bạn có dùng cái tool là cida .vz nào cái tool này sẽ giúp cho mình uh, thiết lập, uh, thiết lập uh, tính toán địa chỉ IP nó, nó công cụ bổ trợ uh, điều mươi 24 này bạn thấy nó là địa chỉ IP đầu tiên thì IP cuối cùng và số lượng IP là 256 IP ha nhưng lưu ý nha IDS họ sẽ reserve 5 cái địa chỉ IP của chúng ta à, là cái chấm 0 là về à, network này à, chấm 1 là về À, gateway chấm 2 là về DNS chấm 3 là dùng cho tương lai và cuối cùng là không hỗ trợ broadcast nào cho nên là chút nữa các bạn thấy là ASIC à, 24 tại sao chúng ta không có 256 chúng ta chỉ có 251 IP thôi các bạn lưu ý giờ chúng ta sẽ đi về tạo cái VPC à. cái bên trong bài này cái mình sẽ dùng cái Tokyo uh, Region à. chúng ta sẽ Hiện là cái này là cái default VPC là mình mình sẽ không dùng cái default nha mình sẽ tạo một cái custom VPC để các bạn thấy nó sẽ như thế nào mình sẽ tạo là cái container VPC CIDA chúng ta sẽ chọn 10.0.0 16 như lúc chúng ta thiết lập rồi chúng ta create cái VPC này tiếp theo chúng ta sẽ tạo subnet ha chúng ta sẽ tạo 6 cái subnet trong cái bài này à, chúng ta sẽ có cái container public ID 1 à. available zone mode 10 1 10.0.1.0 24 đúng không ạ đúng không ạ? rồi chúng ta sẽ create cái này tiếp theo chúng ta sẽ tạo tiếp cái public tiếp theo ha. À. chọn container ppc này container public ID 2 thì khuyến nghị chúng ta nên triển khai của lot ở tối thiểu 2 ID để đảm bảo là à, cái tính hai variable ha rồi chúng ta sẽ tạo tiếp cái uh, container vpc tiếp à, container subnet bây giờ chúng ta sẽ quay lại mô hình này chúng ta các bạn xem này chúng ta đã tạo được hai cái này rồi đúng không ạ ở cái plus subnet chúng ta sẽ tạo tiếp hai cái uh, private à, uh, subnet ha hay gọi là container subnet rồi chúng ta sẽ quay về cái console nào chúng ta sẽ có cái container uh, private ag1 10.0.3.0.24 Nó sẽ tạo tiếp Container private 10.0.4.0.24 Rồi chúng ta đã có bốn cái bốn cái subnet rồi đúng không ạ? À, uh, public hai cái và private hai cái. À, uh, để mình đổi cái tên ở đây đi ha. À, uh, cần thêm ID 2 để mình dễ sau này mình dễ hình dung mình chọn tài nguyên của mình. Tiếp theo mình sẽ chọn hai cái mình tạo tiếp hai cái subnet cho private cho db ha, db az1 gì thứ nhất là cái này là 10.5 chấm 5 trong không chúng ta sẽ tạo tiếp cái còn lại ha container db az 2 0.0.6.0/24 Rồi right, các bạn xem này, chúng ta có cái VPC là 76B ha, chúng ta sẽ thử search à uh, uh, có chúng ta đã đủ chưa? Chúng ta có đủ 6 cái subnet chưa À uh, DB AZ1 AZ2 này, à uh, public uh, AZ1 AZ2 à uh, rồi có cái private AZ1 AZ2 đây ha, 1 2. Mình sẽ bấm search đây. 1 2 3 4 5 6 là đủ. 1 2 3 4 5 và 6 đúng không ạ? Là 6 cái rồi. Bây giờ sẽ tạo internet quay để nó đi ra bên ngoài ha. Nó là cái mô hình ở đây này. cái quay là mình tạo này, mình đã tạo được 6 cái subnet rồi, giờ mình tạo cái internet gateway nó đi ra ngoài đi qua ngoài internet ha. Uh, à, container IGW và sau đó mình sẽ attach vào trong cái VPC của chúng ta chúng chọn cái container thì để nó đi ra bên ngoài chúng ta sẽ cần phải tạo cái root table ở đây nha thì hiện tại là ad đã có tạo sẵn cho chúng ta một cái uh, cần uh, cái container viết bị viết sai này để mình sửa lại rồi root table uh, mình sẽ tạo hai cái root table một cái public một cái private uh, container public rtb uh, chúng ta sẽ chọn nó theo vpc thì cái public này á, thì mình sẽ cho nó đi internet Đi không đi internet này Internet chọn internet gateway Ở đây internet gateway là cái đúng là chúng tạo này container internet gateway Rồi chúng ta sẽ đính kèm nó vào trong những cái subnet nào mà Thì cái này đi internet thì sẽ chọn cái public đi internet thôi Public đây hai cái public Rồi chúng ta có cái Uh, subnet association rồi giờ chúng ta sẽ tạo cái root table cho cái uh, cho cái private subnet nào thì bây giờ chúng ta có cái public subnet này các bạn xem là cái này giờ nó đứng kèm với một cái root table root table chỉ nghĩ đi đây bây giờ mình sẽ đứng kèm và tạo một cái root table cho cái container này thì cái root table cho container này á, thì nó sẽ đi thứ nhất á, mình xem cái traffic nào thứ nhất container sẽ nhận traffic từ cái thằng uh, từ cái thằng AMB hay là của mình ở trên là subnet nào. Thứ hai à, nó sẽ đi ra ngoài cái qua cái NAT gateway này rồi đi ra ngoài internet tại vì nếu mà cần đi ra bên ngoài những docker hay là user mình uh, lấy ra bên ngoài thì mình sẽ cần phải qua cái NAT gateway này cho nên giờ chúng ta sẽ tạo cái NAT gateway trước khi chúng ta sẽ tạo cái root table cho thằng container private này nha rồi chúng ta sẽ tạo cái NAT gateway chúng ta sẽ chọn cái NAT gateway ở đây container NAT gateway chọn subnet ha chúng ta sẽ chọn um, adex khuyến nghị chúng ta sẽ nên chọn uh, ví dụ như là nag gateway chúng ta sẽ có phạm vi hoạt động là theo az cho nên trong bài này chúng ta dùng hai az cho nên chúng ta adex khuyến nghị chúng ta nên tạo hai cái hai um, cái nag gateway cho hai cái az khác nhau nhưng mà để đơn giản là mình sẽ tạo cho cái az một rồi thôi ha cái az hai cũng sẽ tạo tương tự như vậy nó sẽ chọn public, ha mình sẽ allocate một cái địa chỉ ip tĩnh ở đây address ip rồi chúng ta sẽ mất một lúc và chúng ta sẽ tạo ra cái con uh, container uh, nag gateway này. Nên chúng ta sẽ tạo cái root cho cái thằng uh, container private. À. Private uh, root table biết thường thường này. Rồi chúng ta sẽ uh, edit cái root của nó, mình sẽ chọn, Để bây giờ mình sẽ đi không 0, 0 mình sẽ chọn là nag gateway Uh, đâu na cái quậy uh, sorry không phải hmm. đây rồi cái na cái quậy chúng ta tạo đây chúng ta sẽ đến kèm những cái subnet chúng ta vào bây giờ chúng ta sẽ dùng cái uh, container của chúng ta ha. Uh, đây db private ở đây Rồi, chúng ta đã có hai cái public subnet. Lưu ý nha, chúng ta khi mà chúng ta tạo ra một cái BBC nó sẽ có một cái nó sẽ có một cái gọi là default root table ví như các bạn thấy ở đây này container này, cái này nó tự động nó tạo ra main này. Có nghĩa là khi mà chúng ta tạo một cái subnet ra mà chúng ta không chỉ định là mình sẽ kèm nó vào trong cái root nào ấy thì nó sẽ mặc định nó chọn cái main này và cái men này á như các bạn thấy là container plus mình đính kèm hai cái subnet này private chúng ta đính kèm hai cái subnet này và còn hai cái db chúng ta không chỉ định á thì nó sẽ tự động nó chui vào cái men nếu chúng ta không chỉ định tự chui vào cái men thì trong cái cái này nó sẽ định nghĩa là sẽ nhận được tất cả các luồng internal trong cái 10 cái cida là 10 0 0 chấm này subnet là số dần là explicit là chúng ta chúng ta tường minh chúng ta gán nó vào trong cái root này á dùng cái root này á còn nếu mà without without explicit có nghĩa là chúng ta không chỉ định là sẽ dùng cái này ha tại vì cái này là default à còn như cái thằng giả sử thằng public chúng ta tạo ra này các bạn thấy này à, sắp này chúng ta chỉ định từng minh là hai cái này còn cái phần uh, without uh, explicit association là hiện tại hai cái này chỉ có chỉ định ở đâu hết thì hai cái này sẽ đi vào cái default dùng cái default root table này ở đây container default root table ha? và trong bài này chúng ta sẽ dùng cái public và dùng cái private root table thôi thì đó là cái cái hay table bây giờ chúng ta sẽ tạo cái security group ha security group thì tương tự như thế chúng ta sẽ có một cái security group cho cái thằng à, cho cái thằng à, container vpc chúng ta mình sẽ chọn là container default sg bây giờ mình sẽ tạo chọn một tạo một cái public sg cái này mình sẽ allow uh, HTTP, HTTPS này uh. Chọn đúng VPC, uh. chọn container VPC. Mình sẽ cho hai protocol đi qua đó là HTTP. Uh, chọn uh, Anywhere uh. và mình sẽ cho một cái nữa là uh, TC Custom C, TCB. Uh. Mình sẽ chọn cho nó đi qua port uh, 8080 ha, tại vì sau này mình có thể mình làm cái này. Public là đi đi internet, giờ mình sẽ chảo, tạo một cái private uh, private uh, tương tự như thế nó container private security group mà. Uh, là cho thằng này này. Okay. Public là cho thằng này ha, private là cho cái thằng uh, uh, container này, ở đây này ví dụ sau này tất cả những instance những container nằm trong này thì nó sẽ nhận cái security group đấy Nếu mà các bạn chưa rằng cái phần này thì các bạn có thể xem lại cái phần networking của Kevin à, Container uh, Private SG uh, Allow Traffic Form uh, ELP Subnet À, rồi container VPC mình sẽ lúc này mình sẽ chọn on traffic ha à, từ cái à, uh, public đây từ cái container public có nghĩa là mình sẽ cho phép tất cả các cái tất cả các traffic từ tài nguyên nằm trong cái public subnet này đó Ở à, trong bàn này mình sẽ không dùng cái DB subnet ha cho nên mình sẽ không tạo cái security cho cái DB subnet đó rồi, chúng ta sẽ xem trong phần review này à, review chúng ta sẽ xem à, coi chúng ta đã tạo cái rồi tạo 6 cái subnet tạo cái quay tạo root table tạo security group ha NAT là NAT của access control list trong bài này chúng ta sẽ mở mở on theo default hết nên là chúng ta cũng sẽ à, không có vấn đề Để chúng ta kiểm tra cái phần NACO ở đây ha đây NAT ở đây VPC container chúng ta đây các bạn xem cái phần này, inbound allow này và cái phần outbound allow ha. Còn trong thực tế chúng ta có thể list publish chúng ta reject uh, theo những uh, địa chỉ IP hay cái port chúng ta cần thiết cho ứng dụng chúng ta thôi. Còn đây là trong phần demo thì mình sẽ để đơn giản là các bạn không quá phức tạp setup cái phần networking này ha. Thì đó là cái bài thứ hai liên quan đến setup cái phần uh, networking phần tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái ECS cluster đầu tiên và chúng ta xem một số cái cần xếp cơ bản của um, của ICS ha. À. cảm ơn các bạn